Em xin giới thiệu, đây là cặp loa xoay trung, model là Sony MD99, một trong những dòng đề cao của thương hiệu Sony. Kích thước của cặp loa này như sau: chiều cao là 48cm, chiều ngang cả hai loa là 54cm, hậu sâu là 27cm, bass của loa là 18cm, loa 5 đường tiếng, một bass 2 treble 2 mid, công suất loa là 240W trên cặp loa, trở kháng của loa là 6 ohm. Sony lúc nào cũng vậy, thiên bass, cho chất lượng tiếng bass rất là dày và chắc, mình có thể nghe nhạc vàng, nhạc trẻ lẫn nhạc đen đều ok. Và đặc biệt cặp loa này lên tới 5 đường tiếng, treble rất là vang và bén nha, đáp ứng đầy đủ bass và treble cho mình nghe nhạc. Mua hàng thì liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc vào Zalo vẫn là số này luôn, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xứ hàng toàn quốc qua bưu điện, ship code thì cọc giúp em 500.000. Nhận được hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện, bên em bán hàng không bao ship. Bây giờ mình sẽ nghe thêm một đoạn nhạc vàng qua tiếng hát ca sĩ Đa Nguyên, rồi em sẽ quay mặt sau cho mình tham khảo. Cặp loa này mình có thể ghép với amply xoay trung và amply xoay đại đều được nha. Công suất amply từ 80 cho tới 150W đều ok. Bây giờ mình cùng nghe nhạc test. Mặt góp lời làm lính mà thôi, đôi giếng đây rồi từng đêm quê hương đàn bay súng nổ, hòa châu sáng tỏ những khuôn mặt người yêu phố thì ngày nào đó cùng 280W trên cặp loa. Hồi nãy em nói nhầm là 240 nha. Made in Japan. Lưới loa là bằng kim loại bằng sắt như vậy. Đây là góc cạnh của loa. Bây giờ em xin kết thúc luôn clip test nha. Các anh nào mua hàng cứ liên hệ số điện thoại 0931008099 để em chốt hàng cho mình.